Vâng, như vậy là nhánh cầu vừa đưa vào hoạt động có chiều dài hơn 300m và từ ngày hôm nay ngày 18 tháng 1 thì lưu thông quanh khu vực nút giao này có một số điều chỉnh như sau. Theo đó thì các phương tiện được phép lưu thông một chiều hướng từ ngã tư Phú Nhuận đi đến đường Nguyễn Thái Sơn. Các phương tiện bị cấm lưu thông trên cầu bao gồm xe có tải trọng trên 10 tấn, xe thô sơ và người đi bộ. Riêng với hai nhánh cầu vượt còn lại thì lưu thông vẫn giữ nguyên hiện trạng. Sở dĩ gọi đây là nhánh cầu vượt khó nhất là bởi trong suốt quá trình thi công, nhánh cầu vượt này liên tục bị gián đoạn do vướng mặt bằng. Sau khi hoàn thành thì nhánh cầu vượt này sẽ giúp cho cầu vượt hình chữ N bắc qua giao lộ Nguyễn Thái Sơn được hoàn thiện, giúp góp phần giảm ùn tắc giao thông quanh khu vực sân bay Tân Sơn Nhất.